nữ cương, tống nghệ, tô sản ngọc, thiên tài, mặt ngoài ông tỉnh bên trong điên phê bạch thiết hát nữ chủ ít u ám cố chấp yêu đương não nam chủ viến quy sáng từ nhỏ lớn lên ở nông thôn bởi vì một chương trình giải trí mà trở nên nổi tiếng. Cha đón cô vào thành phố. Sau này đừng đi học nữa, dù sao cũng không có tiền đồ như em gái con, nhận nhiều chương trình giải trí một chút, kiếm chút tiền. Cư dân mạng Hiện tại ngưỡng cửa giới giải trí đều thấp như vậy tùy tiện một thôn nữ trong thôn cũng có thể làm minh tinh từ bảo hồng lại đến toàn võng hắc yến quy sáng chỉ dùng thời gian một tháng sau đó các đại lão nhau nhau ra mặt làm chỗ dựa cho yến quy sáng hội trưởng hiệp hội múa quốc tế yến quy sáng khi nào thì luyện múa trung tâm giám định tư pháp kinh thành diêu sâm yến quy sáng khi nào thì cùng nhau ăn một bữa cơm liên minh võ đạo yến quy sáng khi nào thì trở về huấn luyện người mới đạo diễn chương trình giải trí không cam lòng rớt lại phía sau phát văn yến quy sáng khi nào thì tham gia giải trí cư dân mạng a đạo diễn đừng làm chậm trễ chị sáng của chúng ta cư dân mạng b khóc chết đi được chị sáng dùng sức một mình kéo cao đẳng cấp cả làng giải trí cư dân mạng c tôi thừa nhận lúc trước giọng nói hơi lớn từ then chốt của tiểu thuyết sau khi chương trình giải trí dết loạn, điên cuồng phê mỹ nhân thành công ra khỏi giới không có cửa sổ đạn. Sau khi chương trình giải trí dết loạn, điên cuồng phê mỹ nhân thành công ra khỏi giới đau loa toàn bộ. Sau khi chương trình giải trí dết loạn, điên cuồng phê mỹ nhân thành công ra khỏi giới. Chương 1 Cả nước phát sóng trực tiếp Rừng rậm đào vong bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Toàn quốc phát sóng trực tiếp. Chạy trốn trong rừng nữ minh tinh nổi tiếng đàm nghiêng cùng ảnh đế trẻ tuổi nhất mạc dương cùng ra vào khách sạn nghi ngờ là tình nhân nữ minh tinh hạng a đàm nghiêng và mạc dương sắp cùng nhau ghi hình chương trình giải trí trả hình thừa nhận cực hạng truy săn đem tại ba ngày sau chính thức phát sóng đến lúc đó khách quý toàn bộ trình diện từ ngữ vừa ra mấy chữ v lớn nhau nhau chia sẻ trong nháy mắt leo lên vị trí thứ nhất ngay cả cực hạng truy săn cũng chưa phát sóng đã ho khu bình luận trong nháy mắt bị phan chiếm cứ, ầm ỉ túi bụi. Ai không biết đầm người nào đó thích nhất dựa vào scandal hot search. Mặt người nào đó diễn xuất rất tốt. Nhiều dầu mỡ không được. Nhìn thêm một chút, mắt đều muốn mù. Đầm nghiêng nhan sắc nữ thần ai không phục. Ca ca nhà ta trong lịch sử trẻ tuổi nhất ảnh đế, tam kim ảnh đế. Giải trí hoa âm. Phó đạo diễn cực hạn truy săn nhìn từ ngữ trên ui bồ, cười hít mắt phương đạo diễn chúng ta này tống nghệ đã thường hót xuất bản có này hai đại vương bài tọa trấn phát sóng sau nhiệt độ không cần lo lắng đạo diễn phương hàng cúi đầu lật khu bình luận cười cười nhìn về phía nhân viên công tác bên cạnh thông báo vị khách cuối cùng được một phút sau quan bác đổi mới cực hạn truy sang v vị khách quý cuối cùng yến quy sáng sáu vị khách quý toàn bộ tập kết xong vô số cư dân mạng nhìn văn án bối rối. Yến quy sáng. Ai à, tôi cắt mạng. Ta đi xem người này trang chủ, còn là cái tài khoản mới. Phan đến mới ba cái. Vẫn là hệ thống cho cương thi phấn. Cực hạn truy sang quan bác, người có phải hay không ngã đặt sai người? Phương Hàng nhìn bình luận dưới ôi bộ, trả lời một cư dân mạng có lượt like cao nhất. Không lầm, chính là cô ấy. Một giây sau, số lượng khu bình luận tăng vọt, cư dân mạng nghị luận sôi nổi về thân phận khách quý thần bí khen chê không đồng nhất ngày phát sóng trực tiếp đông đảo cư dân mạng đã sớm tràn vào phòng phát sóng trực tiếp số người phát sóng trực tiếp gần trăm triệu hình ảnh vừa chuyển sáu vị khách quý tề tụ trên một chiếc xe buýt có cư dân mạng tinh mắt nhìn thấy khuôn mặt xa lạ ngồi ở hàng sau thân hình người phụ nữ tinh tế buộc tóc đuôi ngựa thật cao mặt mày cúi thấp thu lại sườn mặt lập thể tinh xảo khoác áo khoác cao bồi trắng bệt, rất khiêm tốn. Trương Hạc ở làng giải trí nhiều năm, là một diễn viên lâu năm, lúc còn trẻ làm giảng viên ở trường điện ảnh, làm người hài hước khôi hài, trong chương trình giải trí rất cởi mở. Cậu chủ động gọi Yến Quy Sáng ngồi ở hàng sau, dường như tán gẫu, tiểu sáng, cậu là người ở đâu? Yến Quy Sáng ánh mắt chuyển qua, phàn cảm thôn. Nghe quen thuộc như vậy. Trương Hạc hiếp mắt suy tư một lúc, lần này chúng ta đi không phải gọi là phàn cẩm thôn sao? Ừ, đó là nhà ta. Yến Quy Sáng gật đầu. Ánh mắt bạch tinh lóe lên, cảm giác nguy cơ vừa rồi nhìn thấy Yến Quy Sáng dâng lên nhất thời biến mất không ít. Thật đúng là tố nhân. Thôn nữ cùng Sơn cùng Cốc đi ra, không đủ làm sợ. Đỗng tụng Đường kịp phản ứng, liếc mắt nhìn đạo diễn phía trước. Đạo diễn, các anh cũng quá ăn trộm đi lừa cô bé nhà người ta quay chương trình. Cười muốn chết. Đổng tụng hoa đây là từ đâu tới đồ bức. Không nghĩ tới a. À? Yến Quy sáng này cư nhiên là nhà quê. Khuôn mặt kia của nàng cũng quá cao cấp đi. Quả thực lớn lên trong lòng ta, quá tuyệt. Phổ cập khoa học. Phàn cẩm thôn, núi vây quanh, hộ khẩu toàn thôn không vượt quá 50, số người cư trú không đủ 100. Dân làng sống bằng trồng trọt, tổng thu nhập toàn thôn không vượt quá 10 vạn tệ, là một trong những thôn nghèo ở Lâm Đô, là mục tiêu chính phủ chú trọng hỗ trợ. Tùy tiện ở trong thôn tìm người đều có thể lên tiết mục, hiện tại giới giải trí ngưỡng cửa đều thấp như vậy. Trên Weibo, đề tài Yến Quy Sáng Phàn Cẩm Thôn lặng lẽ lên hot search. Trong xe buýt, Phương Hằng liếc động tụng đường một cái, không để ý, tự mình lấy từ trong ngăn kéo ra một cái loa nhỏ, ngay sau đó, tuyên bố quy tắc trò chơi cũng phát cho mỗi người một túi văn kiện. Nhiệm vụ của cục này Rừng rậm đào vong Trong túi tài liệu là thông tin thân phận và bản đồ của các người, xin tự mình xem xét, chú ý, thân phận của mình nhất định phải giữ bí mật. Tiến vào sân sau các ngươi sẽ có 100 điểm ban đầu, trận này trò chơi sẽ có 3 vòng năng lực thẻ bài xuất hiện, thẻ bài cần dùng điểm tích lũy đổi, mà điểm tích lũy cần các ngươi làm nhiệm vụ đạt được. Phương Hàng nở nụ cười sâu xa. Nhưng xin chú ý, nếu giết một người có đẳng cấp cao hơn mình trong chuỗi thức ăn, thợ săn sẽ bị loại. Sáu người nhau nhau mở túi tài liệu ra. Đổng tụng đường quét mắt nhìn chung quanh, do dự một chút, cuối cùng cả người đều rút vào chỗ ngồi. Mạc Dương đổi chỗ ngồi đơn. Những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít ngăn cản. Yến Quy sáng nghiêng người, rút thẻ thân phận ra nhìn thoáng qua. Danh tính của bạn thỏ một bản đồ lưới chuỗi thức ăn được đính kèm bên dưới. Rắn, sói, ưng đều có thể săn giết nàng, cùng cấp bậc với nàng còn có một con chuột. Mà nàng cùng chuột chỉ có thể giết cỏ. Yến quy sáng. Lá bài này. Biên ngắm thuần khiết. Cuối chuỗi thức ăn. Ngoài ra, trong túi tài liệu còn có một con dấu ô út, đóng dấu lên người người bị săn bắn, đối phương ô út. Để đảm bảo cảm giác tham dự của khán giả, Phương Hàng chuyển ống kính sang quy tắc trò chơi. Tại sao tôi cảm thấy sắc mặt tiểu đổng kém như vậy? Sẽ không thật sự bắt được thỏ hoặc là chuột chứ? Đoán mù một con sói là nghiên bảo. Cảm giác đẳng cấp của hạt ca cũng không thấp A. À. Cái kia gọi là sáng không phải là người trong thôn này sao? Thôn dân khẳng định cho nàng mở cửa sau. Bạch tinh xem xong, thu hồi thẻ thân phận của mình, giọng điệu như trêu chọc. Quy sáng lớn lên ở đây, thôn dân nhất định sẽ giúp đỡ cô ấy. Hơn nữa địa hình cô ấy còn quen thuộc hơn chúng ta. Đổng tụng đường kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, đúng vậy. Đạo diễn phải đối xử bình đẳng. Phương Hàng trên mặt mang theo thâm ý cười, thập phần chắc chắn, thôn dân không có khả năng cho nàng xả nước, vì cam đoan công bằng công chính các vị sẽ sớm hơn nàng nửa giờ xuống xe tìm kiếm nhiệm vụ điểm. Đổng tụng đường gật đầu, tiến đến trước mặt Trương Hạc bên cạnh hắn. Hạc ca, Lát nữa chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ đi." Trương Hạc liếc anh một cái, trầm ngâm vài giây, đồng ý, "Có thể." Giai đoạn trước không biết thân phận của đối phương, tùy tiện ra tay nguy hiểm cực lớn. Kiếm điểm tích lũy đổi lấy thể năng lực mới là quan trọng nhất. Bạch Tinh hiển nhiên cũng biết đạo lý này, liếc mắt nhìn Mạc Dương. "Anh Dương, chúng ta cùng tổ chức." Dưới ống kính, Mạc Dương cực kỳ mờ mịt nhìn Đàm Nghiên ở phía sau đàm nhiên không thèm nhìn hắn, trực tiếp thương lượng với Yến Quy Sáng. Quy Sáng, nếu không chúng ta một tổ đi. Được. Yến Quy Sáng không có ý kiến gì. Mạc Dương. Dưới ống kính, Mạc Dương đành phải gật đầu. Mà nụ cười trên mặt bạch tinh càng sâu. Hết chương này. Chương 2. Cái này Yến về sáng tuổi còn nhỏ, vẫn rất tinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương hai này Yến Quy sáng tuổi còn nhỏ, còn rất tin 15 phút sau, xe buýt đến nơi. Trong 6 người còn lại 5 người rời đi trước, truyền hình trực tiếp chia làm 6 người. Trong đó nhóm fan của Đàm Nhiên và Mạc Dương chiếm phần lớn, fan gần như đều đi về phía hai người bọn họ. Phòng truyền hình trực tiếp của Yến Quy sáng chỉ có lát đát trăm người. Màn đạn cũng quét rất chậm. Ai? Đàm Nhiên không đợi cô ấy sao? Sao lại đi trước một mình? Đàm nhiên xuống xe sớm hơn Yến Quy sáng nửa giờ. Cô hẳn là đi tìm điểm nhiệm vụ trước. Dựa theo thói quen của Phương Hàng, điểm nhiệm vụ cậu thiết lập sẽ không quá nhiều, Yến Quy sáng rớt lại phía sau nửa giờ, chờ những người khác tìm được, cô làm sao bây giờ? Phương Hàng cầm đồng hồ, trên ghế bên cạnh đặt dưa hấu lạnh đã cắt sẵn, cậu nhìn Yến Quy sáng một cái, hết sức nhiệt tình, có muốn ăn một miếng không? Yến Quy sáng như có điều suy nghĩ nhìn Phương Hàng, khiến hắn sợ hãi nửa ngày sau, lắc đầu. Trước khi đến cô đã làm bài tập, Phương Hàng không có lòng tốt như vậy. Thấy cô không mắc mưu, Phương Hàng vẽ mặt tiếc núi chọc miếng dưa hấu nhét vào miệng. Bên kia, đàm nghiêng và mấy người khác chia đường, để mấy khúc cua, thuận lợi tìm được điểm nhiệm vụ đầu tiên. Chủ quán đeo mũ trùm đầu voi, nhìn rất trẻ tuổi, lúc này chủ quán này đang cầm điện thoại di động, thân hình vặn vẹo xuyên thấu qua mũi voi xem truyền hình trực tiếp thỉnh thoảng còn bình luận vài câu đàm nhiên liếc mắt một cái là phòng truyền hình trực tiếp của yến quy sáng nàng đã đi tới quầy hàng chủ quán còn chưa ý thức được có người khụ đàm nhiên nhịn không được ho một tiếng voi cuối cùng cũng kịp phản ứng nhét điện thoại vào túi áo bắt đầu gào thét ô ô ô con của ta bị đầu thôn đại hổ bắt cóc rồi ngươi có thể giúp ta tìm con của ta sao đàm nhiên Đừng gào nữa Đạo diễn tìm diễn viên quần chúng ở đâu Thật giả dối Một lát sau Đàm nhiên đi về phía đầu thôn Nửa đường đụng phải một tổ khác Chị nhiên Đóng tụng đường vẫy tay với anh từ xa Đàm nhiên dừng bước Lười biến đi qua Chị nhiên Chị tìm được điểm nhiệm vụ chưa Tìm được rồi Trương Hạc kinh ngạc liếc nhìn cô một cái Nhìn không được mở miệng Cô tìm ở đâu Đàm nhiên giơ tay lên chỉ cho bọn họ một hướng, không biết nhìn thấy cái gì, vội vàng rời đi. Ta còn có việc, đi trước đây. Đổng tụng đường nhục chí biểu môi, hạt ca, các nạn đều tìm được, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Hạc khoát tay áo, quay đầu hỏi hắn một vấn đề không liên quan. Ngươi mệt mỏi sao? Đổng tụng đường gật đầu, hơi khác. Bên cạnh vừa vặn bày sạp nhỏ tổ tiết một cung cấp, hai người đi qua, đang chuẩn bị lấy một chai nước khoáng, người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly ngăn cản bọn họ. Một chai nước khoáng 10 điểm, xin trả tiền một chút. Bàn tay hai người vương ra đồng thời cứng đờ giữa không trung. Đổng tụng vĩ không dám tin, cái này cũng cần điểm tích lũy. Nam nhân thập phần khách khí cười cười, nói cho hai người một cái tàn khốc hiện thực, trong lúc chơi game, các ngươi ăn uống đều cần điểm tích lũy đâu này. Hai người há to miệng. Giờ phút này, phòng truyền hình trực tiếp của hai người cười thành một đoàn. Ha 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 ha, cười đến ta đầy đất tìm đâu. Mẹ nó, không ngủng công tôi chờ mong lâu như vậy. Hai người này tùy tiện ai cũng có thể làm biểu tình. Ta đi tìm hiểu tình hình địch trở về, đàm nhiên vừa rồi chỉ phương hướng căn bản không phải nhiệm vụ điểm phương hướng, nàng khung các ngươi đâu. Bản thông tử ác bổ trương hạt cái khác chương trình giải trí, nghe tỉ một câu, đừng như vậy tin tưởng trương hạt màn đạn điên cuồng soát bình luận. Đổng tụng đường khác không chịu nổi, linh quan chợt lóe, nước của tôi ở trên xe buýt, quy sáng không phải còn ở đó sao? Hắn thật sự không muốn đem điểm tích lũy cho tổ đạo diễn lòng già hiểm độc. Trên xe buýt, chỉ còn 5 phút để đến ngược. Bỗng nhiên có người lên xe nói nhỏ với Phương Hàng vài câu. Giây lát sau, Phương Hàng khoát tay với Yến Quy Sáng, không còn bao lâu nữa, cậu đi đi. Yến Quy Sáng cầm túi đen của mình đứng dậy. Phương Hàng mi tim đập một cái, trong lúc chơi game không cho phép mang túi. Yến Quy Sáng ta một tiếng, lấy nước khoáng trong túi ra, em có thể lấy nước xuống được không? Vẻ mặt Phương Hàng gần như muốn vỡ vụn. Hắn có thể nói không thể sao? Yến Quy Sáng tự mình cầm nước xuống xe, cơ hồ vừa đứng vững, xe buýt liền nghênh ngang rời đi. Đống Tùng Vĩ vừa chạy tới cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, nhìn không được ô ô ô bánh bích quy nhỏ trong túi tôi còn có bánh cây phương hằng cố ý đi thôi chúng ta đi mua nước trước trương hạc nhận thua gào xong đổng tụng thuyên chuẩn bị gọi yến quy sáng cùng đi ánh mắt xoay chuyển nhìn thấy nước trong tay nàng đổng tụng đường yến quy sáng chống lại ánh mắt của hắn nhíu mày thật đúng là bị cô đoán đúng cô suy tư một lát cầm nước khoáng tới tổ đạo diễn bán bao nhiêu một chai nước trương hạc tiến lên một bước năm điểm tích lũy một bình yến quy sáng không chút do dự quay đầu bước đi thấy không dọa được người trương hạc gọi cô lại vẻ mặt vô cùng đau đớn bảy điểm tích lũy bảy điểm tích lũy được chưa yến quy sáng xoay người vậy tổ đạo diễn bán bao nhiêu mười điểm tích lũy tám điểm tích lũy không thương lượng yến quy sáng làm bộ muốn đi được. Trương Hạc cắn răng một cái, đồng ý. Yến Quy sáng này tuổi còn nhỏ, còn rất tinh. Một chai nước mà thôi, cái này cũng cần điểm tích lũy, quả nhiên là từ nông thôn ra, thật không biết tổ tiết mục tìm cô như thế nào. Người ta thích cho ai cho ai, tôi thích xem loại này, trên lầu xen vào việc của người khác. Rốt cục có người có thể trị được Trương Hạc, hắn tại cái khác chương trình giải trí thế nhưng là hố không ít người nhìn hai người ngươi một lời ta một câu, đổng tụng thuyên kiên trì yếu ớt chen vào một câu. Ta cũng muốn. Yến Quy sáng liếc mắt, đưa nước cho Trương Hạc, không bán. Đổng tụng đường. Cuối cùng cũng trả sai. Giao dịch xong, Yến Quy sáng hỏi phương hướng đạm nhiên rời đi. Một ngôi nhà gỗ nào đó trong làng. Phương Hằng nhìn thao tác lẳng lơ của Yến Quy Sáng và Trương Hạc trong máy theo dõi, trực tiếp nổi giận một cái lão mang một cái tiểu nhân, mỗi ngày không học điểm tốt, tịnh học lấy như thế nào lợi dụng sơ hở, hiện tại lập tức cho ta toàn thôn phát thanh, cộng thêm một cái quy tắc, điểm tích lũy không cho phép tư nhân giao dịch. Phó đạo diễn nâm nớp lo sợ, vậy điểm tích lũy bọn họ đã giao dịch, có tính không? Ngực phương hàng tức đến đau nhất, hung hăng nghẹn ra một chữ, tính. Tiểu cô nương nhìn nhu thuận, đường công đường công còn rất nhiều. Đổng tụng đường quay lại quay hàng, không cam lòng tình nguyện, cho tôi một chai nước. Người đàn ông đưa nước cho Đổng Tụng Đường, mỉm cười. 15 điểm tích lũy, xin trả một chút. Đổng Tụng Vĩ nổ tung, không phải vừa rồi mới có 10 điểm sao? Thái độ của người đàn ông rất tốt, lời nói ra lại khiến Đổng Tụng Hoa muốn đánh anh một trận, vừa rồi là vừa rồi. Các ngươi ngồi xuống đất lên giá cũng quá thái quá rồi. Đổng Tụng Đường không phục. Người đàn ông ôn nhu em có thể lựa chọn không mua. Đổng Tụng Đường. Ba giây sau, Đổng Tụng Vĩ tức giận mở nắp bình uống nước, lén liếc mắt nhìn Trương Hạc. Sớm biết như vậy đã nên cướp chai nước kia. Hết chương này. Chương 3. Nữ nhân này là con khỉ chuyển thế sao? Bạn đang nghe tại truyện.audio. chấm Chương 3. Nữ nhân này là khỉ chuyển thế sao? Phan trong phòng truyền hình trực tiếp của Đổng Tụng Vĩ cực kỳ đau lòng bảo tử. Sau này chúng ta phải suy nghĩ nhiều một chút chứ. Trương Hạc Chân, Lão Giang Cự Hoạt Yến Quy sáng kia nhìn nhỏ hơn sông Triết sau. Người ta đều biết buôn bán, bảo. Cùng người ta học một chút. Đừng lại bị lừa. Chờ bọn họ bắt đầu đào thải người, ngươi vẫn nên tìm một chỗ cậu thả đi. Dù sao bảo vệ tính mạng quan trọng. Số lượng từ ngữ trên Weibo, đóng tụng đường bị hố, từ từ tăng lên không ít người qua đường thấy điểm đi vào, cười nghiêng ngã. Quay đầu vào phòng truyền hình trực tiếp của Yến Quy Sáng. Yến Quy Sáng đi theo hướng Trương Hạc chỉ một hồi, ở cửa thôn dưới một gốc cây nhìn thấy đàm nghiêng, nàng ngửa đầu nhìn đỉnh cây, không biết đang suy nghĩ cái gì, bên cạnh đứng một đại gia cầm quạt thảnh thơi quạt gió. Đại gia mặc áo ngắn tay chân dung hổ, quần dài màu đen, dép lê lạnh, tóc hoa râm. Cô đi qua, hạ giọng chào. Ông từ. Từ quốc kiến thấy cô, trên mặt lập tức nở nụ cười, giọng rất lớn, sáng nha đầu. Em tới rồi. Lão đầu nhìn phía sau nàng cùng vỗ vê di, ngầm hiểu, chỉ vào đỉnh cây treo con voi nhỏ búp bê vải, người tới muốn cái kia búp bê vải. Đàm nhiên chú ý tới động tỉnh bên này, đi tới, nói đơn giản với Yến Quy sáng một chút. Nói tóm lại, phải lấy được búp bê vải treo trên cây. Lúc này, từ quốc kiến đứng dậy đi qua bụi có một bên, móc ra ba bốn con voi nhỏ bằng bàn tay nhét vào trong lòng yến quy sáng yến quy sáng rủ mắt nhìn con rối vải giống nhau như đúc trong ngực không kịp phản ứng đàm nghiên nhịn không được giật giật khóe miệng liếc nhìn con búp bê vải treo cao trên đỉnh cây sông tiêu sao cô không được đối xử tốt như vậy đàm nhiên trong phòng truyền hình trực tiếp đã mắng ngất trời tôi biết đó là một tấm màn đen đừng so còn nhìn không ra sao Quán quân kỳ này đã quyết định người phụ nữ này. Đáng thương nhiên bảo nhà ta, còn đang nghĩ biện pháp làm búp bê vải trên cây kia. Lão nhân này trực tiếp đưa đồ cho Yến Quy Sáng. Yến Quy Sáng đem búp bê vải trả lại cho lão nhân. Từ gia gia, bản thân con có thể phải tuân thủ quy tắc. Người thế hệ trước trong thôn không biết cái gì là chương trình giải trí, bọn họ chỉ biết Yến Quy Sáng là người một nhà. Một món đồ chơi nhỏ, cô cần thì cho cũng không lo lắng hành động này sẽ dẫn tới hậu quả gì. Dứt lời, Yến Quy Sáng chạy lấy đà vài bước, một cước dẫm lên thân cây, dùng sức nhảy dựng, hai tay ôm lấy cành cây trên đỉnh đầu, xoay người đi lên, động tác lưu loát thuần thục. về Di của Yến Quy Sáng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, nàng cũng đã leo lên trên cùng. Vệ Di vừa ổn định xong máy móc, Yến Quy Sáng liền lấy búp bê vải treo trên đầu cành xuống, nhảy xuống. về Di trở về sẽ bị trừ lương di của đàm nhiên quay toàn bộ quá trình. Màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp đình trệ một lát, sau đó điên cuồng lăn lộn. Ta kháo. Nữ nhân này là khỉ chuyển thế sao? Thuần người qua đường, này không có mấy năm kiến thức cơ bản căn bản làm không được. Đừng khen. Trèo cây mà thôi. Trẻ con lớn lên trong thôn phần lớn đều khỏe chứ. Hôm nay mặc váy không tiện, bằng không tuyệt đối cho các ngươi bộc lộ tài năng. Trèo cái cây mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Sức chiến đấu của Phan Đàm Nhiên rất mạnh, nhanh chóng đè bẹp bình luận ủng hộ Yến Quy Sáng. Nhưng một bộ phận cư dân mạng đã đến phòng truyền hình trực tiếp của Yến Quy Sáng, không bao lâu, số người online trong phòng truyền hình trực tiếp đã vượt qua 10 vê đúc. Đại bộ phận mọi người đều đang thảo luận một mạng Yến Quy Sáng trèo cây. Thành công tháo búp bê xuống, Yến Quy Sáng cùng từ quốc kiến nói tiếng BB, cầm nước cùng búp bê vải rời đi. Thân thủ của ngươi không tệ. Đàm Nhiên cùng nàng sống vai đi, người ngoài có thể cảm thấy chỉ là leo cây mà thôi, nhưng nàng võ thuật nhiều năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra Yến Quy Sáng thân thủ bất phàm. Lớn lên trong thôn, bò quen rồi. Đàm Nhiên cong môi cười, nhớ tới một chuyện khác, sao cậu biết tổ đạo diễn đặt điểm nhiệm vụ ở đó? Nếu không là lúc xuống xe, Yến Quy Sáng bảo nàng tới bên này tìm xem, nàng có thể bây giờ còn đang đi lung tung khắp thôn yến quy sáng nhìn kiến trúc hình tròn có dấu vết lịch sử cách đó không xa kiến trúc nơi đó nghe nói đời nhà thanh đã xây xong coi như là kiến trúc tiêu biểu của thôn chúng ta cũng chỉ là đoán mò thử xem vận khí tốt thôi nói xong yến quy sáng đưa bình nước chưa mở trong tay cho đàm nhiên đàm nhiên thuận tay nhận lấy nói tiếng cảm ơn đàm nhiên không biết thủy muốn điểm tích lũy nhưng phan qua lại của sáu phòng truyền hình trực tiếp rất rõ ràng Đặc biệt là Phan Nhan vừa rồi còn ở trong phòng truyền hình trực tiếp quán Hận Yến Quy Sáng tâm tình cực kỳ phức tạp. Bây giờ thêm một quy tắc thi đấu, bắt đầu từ bây giờ, trong thời gian thi đấu, người chơi không được phép giao dịch điểm một cách riêng tư. Đại phát thanh ở cửa thôn đột nhiên vang lên, dường như sợ người ta không nghe thấy, lặp lại hai lần. Yến Quy Sáng. Nhằm vào. Người từ đầu đến cuối ở phòng truyền hình trực tiếp của Yến Quy Sáng đã cười lăn lộn bản thân bày tỏ, tổ tiết mục đối với Yến Quy sáng ý kiến rất lớn, cười xấu xa, quy tắc này còn kém khắc tên Yến tỷ chúng ta. Ô ô, tại sao phải nhầm vào đại mỹ nhân? Tổ đạo diễn anh không có tâm. Khi họ trở lại điểm nhiệm vụ, Mạc Dương và Bạch Tinh đứng trước sạp. Bọn họ tự hồ là đi hồi lâu, trên mặt tràn đầy mồ hôi, trang điểm đều hoa, đều tự cầm bình nước trong tay. Thật vất vả mới tìm được điểm nhiệm vụ, thấy hai người, mạc dương không hề che giấu cảnh giác chắn trước quán nhỏ tới trước được trước yến quy sáng giơ con voi nhỏ trong tay lên đồng ý quả thật tới trước được trước nói xong cô đi tới đặt búp bê vải lên bàn quét mắt nhìn voi khóe môi khẽ nhếch voi thấy vậy một tay đem búp bê vải ông vào trong ngực động tác biên độ khoa trương ô ô ô ô bảo bối của ta ngươi rốt cục đã trở lại diễn xuất vừa xấu hổ vừa giả dối bốn người không dám nhìn thẳng. Yến Quy sáng nhìn không được vỗ mũ voi, được rồi, nói chính sự. Thái độ mặc dù chưa nói tới ôn hòa, nhưng cử chỉ có vẻ rất quen thuộc. Voi vô cùng nhu thuận Nga một tiếng, ngoan ngoãn đem trong tay bảo bối, buông xuống, từ trong túi móc ra một trương 50 mệnh giá thể điểm tích lũy, đưa cho Yến Quy sáng. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 50 điểm tích lũy. Yến Quy sáng nhớ tới một chuyện, điểm tích lũy này có thể chia đều cho hai người không nhiệm vụ chúng ta cùng làm câu hỏi này đã đặt ra câu hỏi con voi hắn vội vàng khoát tay áo hắn chỉ là một người làm công cái gì cũng không biết a vê di tại hiện trường phản ánh tình hình với đạo diễn phương hàn cự tuyệt thi đấu cá nhân còn làm cái gì chia đều yến quy sáng không chút do dự đưa thẻ điểm tích lũy cho đàm nghiêng ngươi cầm đi ta tự mình tìm đàm nghiên tịch thu điểm nhiệm vụ là cậu nói cho tớ biết cây cậu leo tớ không làm gì cả cậu tự cầm đi mạc dương trông mong bên cạnh ô ô ô đừng tranh giành tôi sẽ lấy phía sau yến quy sáng lười tranh giành trực tiếp nhét thẻ vào trong lòng đàm nghiên xoay người bỏ chạy số người trong phòng phát sóng trực tiếp của yến quy sáng đã vượt qua mười lăm vạn 50 điểm tích lũy A. À, đây chính là 50 điểm tích lũy. Ngươi liền không công đưa ra ngoài. Bà gia tử. Hết chương này. Chương 4. Tuyên bố chính phú là thật. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4. Tuyên bố chính phú là thật. Từ phòng truyền hình trực tiếp bên cạnh tới. Cảm ơn chị đã cho nghiên bảo chúng tôi điểm tích lũy. Cảm ơn. Lúc trước ta còn mắng tỉ tỉ. Ta xin lỗi. Không xứng đáng. Phan hành vi xin đừng tăng lên chính chủ. Phương đạo chính là cố ý, lúc trước sáu người ở trên xe tổ đội, hắn liền cố ý không nhắc nhở điểm tích lũy không thể chia đều, tâm thật đen. Bên này, Mạc Dương âm thầm tiến đến bên cạnh đàm nhiên, mắt phượng trắng trợn nhìn chầm chầm thẻ bài trong tay cô, hận không thể đưa tay cướp. Ngươi không cần sao? Đừng cho tôi. Đàm Nhiên liếc mắt một cái nhìn thấu ý tứ của anh, cầm khẽ nhất, nhét thẻ vào trong túi, quay đầu bước đi. Ai nói ta không cần? Anh Dương, chúng ta đi thôi. Bạch Tinh nhìn cử chỉ thân cận của hai người, trong lòng trầm xuống. Cô vẫn cho rằng scandal của hai người là do nhóm Đàm Nhiên một tay thao tác, xào chính phú. Dù sao Mạc Dương ở giới giải trí nhiều năm như vậy, cuộc sống riêng tư vẫn rất sạch sẽ chưa từng nghe nói qua hắn cùng nữ nghệ sĩ nào thân thiết nhưng hôm nay xem ra mạc dương xoay người cúi đầu nhìn cô trên mặt lộ ra cảm giác xa cách trận đấu này là thi đấu cá nhân điểm tích lũy không chia đều chúng ta vẫn không tổ đội nghe vậy sắc mặt bạch tinh đều cứng đờ không đi cùng mạc dương làm sao cô có thể cướp được ba người đàn ông mạc dương không nhìn cô nữa rời đi tìm nhiệm vụ trong phòng truyền hình trực tiếp, có cư dân mạng nhận ra không thích hợp. Tôi cảm thấy vừa rồi Mạc Dương và Đàm Nhiên không đúng, chẳng lẽ tuyên bố chính phú là thật, dập đầu rồi. Cái gì cũng dập đầu sẽ chỉ đỡ chết ngươi. Không chính thức thừa nhận, ông Nhiên bảo chúng ta đi. Ha ha ha. Lại tới cọ. Dương Dương chỉ hỏi một câu mà thôi. Các vị đừng suy nghĩ quá nhiều. Trong khi đó, đài phát thanh lạng bắt đầu phát sóng nửa giờ sau, lá bài năng lực đầu tiên xuất hiện, mời mọi người đến cửa thôn tiến hành đấu giá. Người không có mặt coi như bỏ cuộc. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bước nhanh hơn. Trước mắt ngoại trừ đầm nhiên cùng Yến Quy Sáng đạt được điểm tích lũy, những người còn lại một điểm tích lũy cũng không có, còn dán lên tổ tiết mục. Yến Quy Sáng ở ngoài thôn vây quanh một vòng lớn, tìm được điểm nhiệm vụ. Đống Tùng Vĩ và Trương Hạc đi trước cô một bước hai người ghé vào trước một tấm bảng, không biết đang nói gì. Mà hiện tại cách thời gian đấu giá chỉ còn hơn 10 phút. Yến Quy Sáng đi tới trước mặt NPC đội mũ cao cổ, ngữ khí ôn hòa. Nơi này là nhiệm vụ gì? NPC là một cô gái, giọng nói mềm mại, cô chỉ chỉ động tụng chu trương hạt vây quanh. Giải được câu hỏi đó, viết đáp án lên bảng, nhưng mỗi người chỉ có thể viết một đáp án người viết ra đáp án chính xác cộng thêm 50 điểm. Yến Quy sáng gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi qua. NPC hô một tiếng, chờ một chút. Yến Quy sáng liếc mắt nhìn nàng, một bên lông mày nhíu nhíu. NPC đưa cho cô một cây bút, đồng thời nhỏ giọng nói, cố lên. Cư dân mạng hỏa nhãn kim tinh. Ân. Ừ. NPC này biết Yến Quy sáng. Vừa rồi tiểu cô nương này đối với Đổng Tụng Hoa cũng không phải thái độ này đừng nói nữa tớ cảm thấy npc ở phàng cẩm thôn đều là họ hàng của yến quy sáng thân thích của cô chọc hang ổ npc rồi yến quy sáng đi tới phía sau hai người liếc mắt nhìn bản tử trên đó chỉ có một câu nói hưu cao cổ quan trọng nhất là gì đổng tụng đường gãi gãi đầu là lá cây sao hưu trường kình thích lá cây nhất trương hạc trầm ngâm trong chốc lát trực tiếp cầm lấy bút bên cạnh viết cái lá cây kiểu chữ tinh tế, nặng nhẹ hiệp hành, cương nhu kết hợp, chữ khải vô cùng tiêu chuẩn. Về gì của Trương Hạc còn cố ý đặt tả. Phan nhất thời biến thành khen ngợi chủ nhóm. Chữ này nhìn đẹp quá. Sau này tôi cũng muốn luyện thành chữ như vậy. Trương Hạc, thành viên Hiệp hội Thư pháp Hoa Quốc tìm hiểu một chút. Mẹ! Xem xong truyền hình trực tiếp con liền luyện chữ. Đổng tụng vĩ liếc đáp án của cậu, không vội viết, nhìn về phía npc hai người khác thuận thế nhìn lại đúng vậy npc lắc đầu đổng tụng đường lập tức mặt mày hớn hở ngữ khí đắc ý cực kỳ thiếu đánh hạt ca ngươi không có cơ hội phan của đổng tụng vĩ trong phòng truyền hình trực tiếp rất vui mừng cảm thấy rau cải trắng nhà mình nuôi rốt cục đã trưởng thành tiểu bảo nhà ta trưởng thành rồi ân ừ. lúc trước ta nhìn lầm ngươi tâm nhãn nhiều lắm anh Hạc, trẻ con không hiểu chuyện, đừng so đo với nó. Trương Hạc bị xếp một đường, cũng không tức giận, đặt bút xuống, lui về phía sau một bước, cười tủng tỉm nhìn Đổng Tụng Đường. Đổng Tụng Thuyên đưa lưng về phía Trương Hạc, tự dưng rùng mình một cái, nhíu mày suy tư, chậm chạp không dám hạ bút. Yến Quy sáng quét một vòng, ánh mắt dừng trên người NPC, đánh giá một phen. Một lát sau, cô tiến lên một bước, cầm bút, cổ tay bơi trong nháy mắt, vài chữ ít ỏi hiện ra. Khác với chữ khải trung quy trung cũ của Trương Hạc, chữ yến quy sáng cân xứng, ngòi bút sắc bén, tràn ngập tính công kích, có đặc sắc cá nhân rõ ràng. Trương Hạc ở một bên nhìn không được gật đầu, khen. Chữ viết không tệ. Yến quy sáng tuổi tối đa không quá 20, có thể viết ra loại chữ này, sau lưng khẳng định có người tài ba chỉ đạo. Trương Hạc lộ vẻ nghi hoặc nhưng Yến Quy Sáng không phải từ nhỏ lớn lên ở phàn cẩm thôn sao? Gia đình cô ấy sẽ có tiền để mời giáo viên. Yến Quy Sáng đặt bút xuống, thập phần lễ phép, cảm ơn. Nàng quay đầu nhìn về phía NPC, đáp án đúng không? NPC trực tiếp lấy thẻ điểm tích lũy từ trong ngực ra, chúc mừng cậu. Đổng Tùng Vĩ âm thầm thở vào nhẹ nhõm, yên lặng đặt bút xuống. May mắn đúng rồi, nếu không hắn sẽ lấy chữ cẩu bò của mình ra mất mặt xấu hổ. Chờ trở về, hắn nhất định phải hảo hảo luyện chữ, một ngày luyện mấy trăm tấm. Trương Hạc không hiểu, đi tới bên cạnh sạp hỏi. Vì sao đáp án chính xác là nước? NPC dịu dàng giải thích, nước là nguồn gốc của vạn vật, bất cứ động vật nào cũng không thể thiếu nước. Đổng tụng đường không nhìn được chăm chọc, đáp án này ai có thể nghĩ ra? Tổ đạo diễn không làm người. Yến Quy sáng trầm mặt nửa ngày, chỉ chỉ bản ngực NPC. Từng. Tổ đạo diễn kỳ thật đã sớm đem đáp án nói cho chúng ta biết. Hai người nhìn lại, chỉ thấy đồ án trên bản đeo ngực NPC chia làm hai nửa, phía dưới là nửa vòng tròn, tượng trưng cho địa cầu, phía trên một dọc nước rơi xuống. Trương Hạc và Đổng Tụng Đường. Tổ đạo diễn. Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi rửa sạch oan khuất. Nhìn vẻ mặt của hai người, Phan trong phòng phát sóng trực tiếp cười thảm. Còn không có từ kia một tay chữ tốt đi ra đâu, kết quả chúng ta sáng tỷ lại đạt được 50 điểm tích lũy. Tổ đạo diễn. Khiến các người không nghiêm túc quan sát. Bây giờ đã biết hậu quả rồi chứ. Cảnh tượng này không hiểu có điểm giống cố gắng học tập lại thi đếm ngược đệ nhất ta cùng mỗi ngày đi học ngủ lại thi khối lớp đệ nhất học bá. Sự thật rồi, bảo tử. Cửa thôn tổ đạo diễn tìm thôn dân mượn mấy cái ghế. Mạc Dương, Đàm Nhiên, Bạch Tinh ba người đã đến sớm. Bạch Tinh trang điểm lại, hiện tại thoạt nhìn khí sắc tốt hơn nhiều, mặt mày công công. Đạo diễn, đã đến giờ này rồi, bọn họ hẳn là đều không tới đi, chúng ta có thể bắt đầu sao? Phương Hàng nhìn chầm chầm đồng hồ bấm giờ trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, còn hai phút nữa, chờ một chút. Nụ cười của Bạch Tinh cứng đờ, gật đầu. Được ánh mắt mọi người hướng trên đường nhìn lại, không có một bóng người. Hết chương này. Chương 5 Đấu giá bắt đầu ba tấm năng lực thẻ bài Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 5 Đấu giá bắt đầu ba lá bài năng lực Thời gian từng giây từng phút trôi qua 20 giây cuối cùng, đường phố đối diện rốt cục xuất hiện bóng dáng ba người Yến Quy sáng dẫn đầu, Bỏ lại phía sau hai người một mảng lớn. Đổng Tùng Đường ở giữa. Trương Hạc lớn tuổi, thể lực theo không kịp, ở cuối cùng. Khi đồng hồ bấm giờ vang lên, chân trước Trương Hạc vừa tới. Sáu người toàn bộ tập hợp xong. Đổng Tùng vĩ ngồi ở trên ghế, thở dốc, còn có chút chưa tỉnh táo lại, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn yến quy sáng một cái. Sáng tỷ, ta phục rồi. ngươi Chân Long a, à cậu mệt muốn ói, yến quy sáng chạy nhanh như vậy còn giống như không có việc gì. nhớ lúc trước hắn chính là quán quân chạy cự ly dài ba ngàn mét của trường trung học cơ sở. yến quy sáng thở không hỗn hển mặt không đỏ, cực kỳ ôn hòa cười cười, đây không phải là không có thời gian sao? lúc cô lấy được thể điểm tích lũy, cách thời gian đấu giá chỉ còn lại có ba phút cuối cùng. trương hạc uống một ngụm nước, phát ra linh hồn vừa hỏi các ngươi trước khi chạy có hay không cân nhắc qua ta cái này lão nhân. Hai người nhìn nhau một cái, trầm mặt. Trương Hạc. Hiểu ý một kích. Phương Hàng phá vỡ bầu không khí xấu hổ của mấy người, giờ loa lớn. Hiện tại tuyên bố đấu giá quy tắc, lần này đấu giá ba tấm năng lực thẻ bài, giá cao người được, nhưng xin chú ý, tham dự đấu giá người chơi phải giao 15 điểm tích lũy vé vào cửa. Sáu người. Đổng Tụng Hoa bắt đầu lên án chúng ta một điểm tích lũy cũng chưa có, bây giờ còn phải khấu trừ. Đàm Nghiên nhíu mày, đạo diễn, các anh cũng quá đen tối rồi. Những người khác cũng ít nhiều phát ra kháng nghị. Phương Hàn hoàn toàn không nhìn, các cậu có thể lựa chọn buông tha. Lời này vừa nói ra, mọi người đều câm miệng. Bỏ cuộc? Sao có thể chứ? Thấy bọn họ an phận, Phương Hàn bắt đầu tuyên bố lần này xuất hiện ba lá bài năng lực lần lượt là hỏa nhãn kim tinh, đánh sát, ngũ đông, giá khởi điểm là 5 điểm tích lũy. Hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấy thân phận của bất kỳ thành viên nào. Đánh chết có thể đào thải bất cứ thành viên nào. Hy bơn có thể tránh được sự săn đuổi của các thành viên khác, nhưng nó phải ở nguyên vị trí trong nửa giờ. Hiện tại đấu giá hỏa nhãn kim tinh, mời các vị đấu giá. Đóng tụng đường mở miệng trước, 10 điểm tích lũy hỏa nhãn kim tinh giai đoạn trước tác dụng rất lớn, lấy được nó tương đương với có một ưu thế. Mạc Dương theo sát phía sau, 20 điểm. Đàm nghiêng nhìn không được, điểm tích lũy của các cậu nhiều như vậy sao? Phía sau còn có hai vòng thể năng lực, các cậu không giữ lại chút nào. Trương Hạc 25 Đàm nghiêng Quên đi Không ngăn được 30 Mồ hôi trên trán đổng tụng thuyên rơi xuống, đã đến cực hạn của hắn. Phương Hàn quét một vòng, 30 lần đầu tiên. 30 lần thứ hai. 30 lần thứ ba, chúc mừng Đổng Tụng Đường. Đổng Tụng Đường giật giật khóe miệng, thở phào nhẹ nhõm. Phương Hàn ngựa không dừng vó, hiện tại đấu giá đánh chết, giá khởi điểm là 5 điểm tích lũy. Tiêu diệt thuộc về thẻ bài tấn công, không ai không muốn. Mấy người đồng loạt xông lên, trong nháy mắt đem điểm tích lũy Sao tới 40. Có người bắt đầu do dự. Trương Hạc cắn răng, tiếp tục. 45. Đàm Nhiên không chút hoang mang, 50. Trương Hạc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đàm Nhiên, điểm tích lũy của em nhiều như vậy. Không đợi Đàm Nhiên trả lời, Mạc dương lặng lẽ bổ sung một câu, đáy mắt rõ ràng lóe lên sự hâm mộ. Nàng tìm được điểm nhiệm vụ, được 50 điểm tích lũy. Trương Hạc. Được rồi. Người ta có tiền. Phương Hàng giơ cây búa nhỏ, 50 lần đầu tiên. Đạo diễn vừa dứt lời, đối diện lại truyền đến một giọng nói, 55. Mọi người thuận thế nhìn lại. Đàm nghiêng nhìn Yến Quy sáng cười cười, ngươi đã muốn, ta đây sẽ không cướp. Trương Hạc đứng một bên. Ha ha. Yến Quy sáng mím môi, rất ngoan, cảm ơn. Đánh chết cuối cùng rơi vào trong tay Yến Quy sáng. Ngũ đông phía sau thuộc về bài bảo mệnh. Bạch Tinh dùng 40 điểm tích lũy đập tới tay. Đấu giá kết thúc, Đổng Tụng Vĩ đi tới bên cạnh tổ đạo diễn, tôi muốn xem thân phận của Mạc Dương. Đổng Tụng Thuyên tự nhận tố chất thân thể cũng không tệ lắm, nữ sinh tạm thời không cân nhắc, chỉ có Mạc Dương và Trương Hạc mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà Mạc Dương là một người luyện tập, hắn phải làm rõ thân phận của mình. Phương Hàng cầm điện thoại cho hắn. Mấy người khác còn chưa đi xa, thấy thế, lập tức tiến đến bên cạnh đổng tụng đường nói cái gì nói cho chúng tôi biết hình như tôi vừa nghe cô nói muốn xem thân phận của mạc dương mạc dương đổng tụng thuyên nhìn mạc dương trả điện thoại lại cho tổ đạo diễn dời tầm mắt các cậu ồn ào quá tớ chẳng nghe thấy gì cả mọi người bán tính bán nghi lại ép hỏi vài câu không nói ra lời sau đó tản ra khắp nơi đi tìm điểm nhiệm vụ Ngươi tra xét thân phận của ta." Mạc Dương rớt lại phía sau một bước, cố ý chờ Đổng Tụng Đường. "Đổng Tụng Hoa thẳng lưng, lấy ra con dấu trong túi, "Đúng, tôi đã điều tra thân phận của anh, hơn nữa tôi có thể giết anh." Mạc Dương nhìn động tác của Đổng Tụng Đường, không nói gì, đột nhiên cười khẽ một tiếng. "Làm sao tôi biết anh nói thật hay giả?" Đổng Tụng Đường thu hồi chương, tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Em là cỏ." Đồng tử Mạc Dương hơi co lại, mím môi dưới. Thật đúng là tra xét thân phận của hắn. Mạc Dương nhanh chóng làm rõ suy nghĩ, ngữ khí chắc chắn, phản tướng một quân. Vậy ngươi là thỏ, một con chuột. Đúng vậy. Đổng Tụng Vĩ không che giấu, đồng thời giơ con dấu trong tay lên, không tiếng động uy hiếp, vậy chúng ta có nên hợp tác một phen không? Cô giúp tôi tìm điểm tích lũy, tôi không giết cô. Mạc Dương nắm giữ quyền sinh tử trong tay người khác, tình cảnh cực kỳ bị động, liếc nhìn chương trong tay hắn, ánh mắt lóe lên, bất đắc dĩ gật đầu. Được. Thấy hắn đáp ứng, Đổng Tùng Đường nhất thời nở nụ cười, từ khi trò chơi bắt đầu đến bây giờ rốt cục hãnh diện một phen. Hắn tiến đến bên cạnh Mạc Dương, vừa liếc trộm mấy người phía trước vừa thấp giọng hỏi. "Ngươi cảm thấy thân phận mấy người bọn họ là gì?" Mạc Dương liếc hắn một cái, cho dù biết anh cũng không giết được. Đổng tụng Đường Đâm tim rồi Nằm vùng đóng quân ở phòng truyền hình trực tiếp sau khi biết thân phận hai người, bắt đầu chạy đi thông báo. Chưa đầy 10 phút, từ ngữ của Mạc Dương Đổng Tụng Vĩ đã xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng. Vòng thứ hai, tổ đạo diễn tăng thêm điểm nhiệm vụ, đồng thời điểm tích lũy phương diện ăn uống tăng gấp đôi. Phát sóng trực tiếp đến bây giờ, mặt trời gay gắt thể lực sáu người chạy khắp thôn đã sớm theo không kịp, Yến Quy Sáng vừa hoàn thành nhiệm vụ, liền thấy trước sạp phía trước vây quanh một vòng người. Cô ấy đi qua. Đàm nhiên đang chống nạnh, các cậu rơi vào điểm tích lũy. Tầm cũng quá đen tối đi. Trương Hạc đi theo ồn ào, chính là. Các ngươi cái này cũng quá hố. Chúng ta vất vả khổ kiếm điểm tích lũy, toàn bộ để cho các ngươi nhổ trở về. Bạch Tinh ở phía sau phụ họa theo ba người như hổ trình mồi nhìn chầm chầm chủ quán, khí thế rất đủ. Trong coi sạp chính là nam nhân đeo mặt nạ hồ ly lúc trước, hắn cười cười. Các vị không mua nổi có thể không mua. Lời này vừa nói ra, trực tiếp chọc giận Đổng tụng Vĩ, hắn tiến lên một bước. Ai nói chúng ta mua? Không trả nổi. Hắn cúi đầu liếc đến bản giá trên sạp, thanh âm im bặt. Kèm phiên bản sang trọng. 50 điểm. Hết chương này. Chương 6 Đàm nhiên ô gút Yến về sáng bị vây công Bạn đang nghe tại truyện.audio Chương 6 Đàm nhiên ô gút Yến quy sáng bị vây công Đổng tụng vĩ trợn tròn mắt, chuyển đề tài Một cái kem bán 50, người sao không trực tiếp cướp Bị mọi người vây quanh, nằm nhân không chút hoảng hốt Kem này chứa đầy nguyên liệu, dung lượng lại lớn Năm mươi đã tính là rẻ rồi, nếu các cậu không có điểm tích lũy, bên này có nước khoáng, ba mươi một chai. Kem đặt trong tủ lạnh, rưới tương chocolate, hoa quả điểm suyết, một ly lớn, thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng. Đối với sáu người vừa mệt vừa khác hiện tại, quả thực là đại sát khí, tầm mắt căn bản không có cách nào rời khỏi phía trên. Nhưng năm mươi, quá đắt. Thấy cứng rắn không được, Trương Hạc cười cười, vòng qua quán nhỏ ngươi xem, chúng ta sáu người đều mua, có thể hay không rẻ một chút. Hồ ly nam nhân bất vi sở động, không được, đạo diễn nói, 50 điểm, một điểm cũng không thể thiếu. Mềm cứng không ăn. Nụ cười trên mặt Trương Hạc dần dần biến mất. Một giây sau, Trương Hạc trực tiếp nhào tới ông lấy nam nhân, quay đầu hướng phía sau hô một câu. Mau lấy. Yến Quy sáng nhanh chóng tiến lên một bước, mở cửa tủ, cầm hai cái kem quay đầu bỏ chạy những người khác thấy thế, cũng cầm kem đuổi theo. Thấy người đi xong, Trương Hạc đẩy người đàn ông ra, thuận tay cầm thì dùng một lần. Chủ quán Thật sự là tám đời xui xẻo, gặp phải như vậy một đám cường đạo, xui xẻo. Đề nghị bộ phận có liên quan điều tra Yến Quy Sáng, nàng phản ứng quá nhanh, không giống lần đầu tiên làm việc này. Ngư vẫn là hạt ca ngư, cư nhiên nghĩ ra một chiêu như vậy khán giả ở trong phòng phát sóng trực tiếp vui vẻ quét màn đạn. Trong nhà gỗ, Phương Hàn sắp nổ tung. Trương Hạc này khi nào thì có thể sửa cái tật xấu kia của hắn. Một lời không hợp liền động thủ. Hắn thổ phỉ A, một chút cũng không coi trọng quy tắc. Lần sau ta nhất định phải. Phó đạo diễn nhìn số liệu trực tiếp, gãi đầu, cắt đứt Phương Hàn. Đạo diễn, hiện tại tổng số người xem đã vượt qua 20 triệu phương Hàng thần sắc chấn động tiến tới trước máy theo dõi nhìn mạng đạn không ngừng đổi mới khuôn mặt vừa rồi còn nổi giận đùng đùng nhất thời biến đổi chiêu này cũng tạm được trong phòng truyền hình trực tiếp sáu người đang ngồi trên tảng đá ven đường ông kem ăn vẻ mặt thỏa mãn đổng tụng đường nhét một ngụm vào miệng cảm thán cuối cùng tôi cũng sống lại sau khi ăn xong mọi người chia nhau tìm kiếm điểm nhiệm vụ mạc dương nắm quyền sinh tử trong tay đổng tụng vĩ chỉ có thể đi theo hắn thấy vậy đàm nghiên cất giọng cười mạc dương cậu ta thật sự nhìn thân phận của cậu mạc dương cắn răng không có đàm nghiên cười nhẹ không nói quay đầu cùng yến quy sáng thảo luận thập phần chắc chắn thân phận mạc dương tuyệt đối thấp hơn tiểu đổng yến quy sáng ngẩng đầu nhìn đàm nghiên ánh mắt lóe lên vậy ngươi có thân phận gì muốn biết đàm nghiên nhướng mày không nói cho ngươi biết. Yến Quy sáng. Bạch Tinh rất lại phía sau một bước, nhìn bóng lưng hai người vừa nói vừa cười, oán giận từ đáy mắt trút xuống. Bất quá chỉ là một thôn nữ mà thôi, như thế nào tất cả mọi người vây quanh nàng. Đến ngã trẻ, Yến Quy sáng đàm nhiên hai người chia nhau hành động. Bạch Tinh nghĩ nghĩ, quay đầu đuổi theo đàm nhiên. Mười phút sau, radio vang lên bàn tay chỉ sang phải 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 bàn tay chỉ phải bàn phải bàn tay chỉ sang 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 phải mọi người kinh ngạc ai dết đàm nghiêng nhanh vậy sao tất cả mọi người đến trước cửa thôn trương hạt đảo mắt một vòng vừa rồi hai người ai ở cùng đàm nghiêng đổng tụng hoa vội vàng phủi sạch quan hệ tôi và anh dương luôn ở bên nhau có thể làm chứng cho nhau Mạc Dương gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong số những người còn lại cũng chỉ còn lại Yến Quy Sáng, Bạch Tinh, Trương Hạc. Bạch Tinh lắc đầu. Không phải tôi, vừa rồi tôi luôn làm nhiệm vụ. Tầm mắt Yến Quy Sáng đảo qua người Bạch Tinh và Trương Hạc, cũng không phải tôi. Trương Hạc hồ nghi nhìn hai người. Ba người không tin tưởng lẫn nhau. Phan trong phòng truyền hình trực tiếp mở ra góc nhìn của thượng đế. Ô, nghiên bảo đáng thương của ta trương hạc tâm cơ quá sâu hắn và bạch tinh là một nhóm cáo già ô ô ô các ngươi đừng bị bọn họ lừa lau mắt đi phương hàn cầm loa đợt đấu giá thứ hai lần này đấu giá bốn tấm thẻ năng lực phân biệt là hùng trưởng cộng sinh cửu đầu thân hỏa diễm hùng trưởng có thể nhận được một nửa điểm tích lũy của bất kỳ thành viên nào chủ thể cộng sinh có thể chỉ định bất kỳ thành viên nào làm đối tượng cộng sinh và khi thành viên nhận được giá trị điểm, chủ thể cộng sinh nhận được một nửa giá trị điểm cùng một lúc. Người sở hữu cửu đầu có thể tránh được ba lần công kích của người khác. Hỏa diễm có thể hủy bỏ toàn bộ điểm tích lũy của bất kỳ thành viên nào. Đầu tiên đấu giá hùng trưởng, giá khởi điểm là 5 điểm tích lũy. Thẻ bài của vòng thứ hai rõ ràng không cùng đẳng cấp với thẻ bài của vòng thứ nhất rất nhanh liền xào tới 50 điểm tích lũy, giá cả quá cao, có người bắt đầu do dự. Cuối cùng Trương Hạc lấy 60 điểm thắng. Cộng sinh trong trò chơi này rõ ràng là một con bọ lớn, tất cả mọi người đều muốn thu nhập vào túi. Chỉ trong chốc lát, giá đã tăng lên 70. Trên sân chỉ còn lại Yến Quy Sáng và Mạc Dương đấu giá. Yến Quy Sáng khí định thần nhàn 80. Mạc Dương nhíu mày. Giá này quá cao, hơn nữa thân phận của hắn quá thấp, một tấm phù bảo mệnh cũng không có, mục tiêu của hắn là phía sau chính đầu thân. Do dự mãi, Mạc Dương vẫn bỏ cuộc. Phương Hàn gõ búa, chúc mừng Yến Quy Sáng đạt được cộng sinh. Đấu giá tiếp tục, chính đầu phía sau không còn nghi ngờ gì nữa, Mạc Dương lấy 65 điểm đấu giá. Hỏa diễm là một kỹ năng hại người không lợi mình, người đấu giá không nhiều lắm. Cuối cùng bị Đổng Tụng Thuyên giành được 40 điểm tích lũy mà Yến Quy Sáng cầm lá bài cộng sinh này, cơ hội trở thành kẻ thù chung của mọi người. Mạc Dương thử thăm dò. Cậu viết tên ai? Yến Quy Sáng dương mắt, của ngươi. Mạc Dương. Bạch Tinh ở phía sau phân tích. Hiện tại chúng ta phải giết Quy Sáng, trên người nàng có đánh giết cùng cộng sinh, nếu nàng là sói hoặc là ưng, càng về sau, chúng ta càng không làm gì được nàng. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người tụ tập trên người Yến Quy Sáng đổng tụng đường rung rẩy lên tiếng ai là sói hay ưng bây giờ có thể ra tay tiêu diệt người này trước đi yến quy sáng đứng thẳng người nhìn chung quanh mọi người mấy người ở hiện trường hai mặt nhìn nhau không có động tác thấy không ai nhúc nhích đổng tụng thuyên nhìn không được đi tới bên cạnh yến quy sáng chuẩn bị kiềm chế nàng trước không ngờ còn chưa tới gần một chương ô út đã đánh úp lại đổng tụng đường sững sờ nhìn bàn tay trắng nõn trên ngực yến quy sáng thu tay lại ngại quá cậu tới trước ý ở ngoài lời tôi đây là tự bảo vệ mình không đến một phút đồng hồ trên đài phát thanh đã phát ra tin chết của đổng tụng hoa đổng tụng đường trừng mắt bị nhân viên công tác mang đi gần như muốn khóc buồn cười và đáng thương ta chỉ là cái nho nhỏ con thỏ hoặc là con chuột loại này bắt người sự tình giao cho đại nhân ta cũng đừng cậy mạnh trước mắt đã biết mạc dương là cỏ đổng tụng hoa là một trong số thỏ chuột, sói hoặc ưng nằm trong ba người còn lại, các vị đoán xem là ai. Vốn định xem truyền hình trực tiếp thả lỏng một chút, không ngờ đầu óc lại muốn nổ tung. Tôi vẫn nên đi làm bài thi toán đi. Lầu trên, làm toán học bài thi đầu sẽ càng nổ tung, đừng hỏi ta là làm sao biết, khóc lớn, quy tắc chuỗi thức ăn. Cỏ. Không ai có thể giết, thỏ, chuột đều có thể giết nó. Thỏ có thể giết cỏ cung cấp bậc với chuột rắn sói ưng đều có thể giết nó chuột cung cấp với thỏ rắn có thể giết thỏ chuột sói ưng đều có thể giết nó sói có thể giết những người khác ngoài cỏ đại bàng có thể giết bất cứ ai ngoại trừ cỏ lan ưng hai người có thể giết lẫn nhau hết chương này chương bảy Yến về sáng tốt nhất MVP Bạn đang nghe tại truyện.audio Chương 7 Yến quy sáng tốt nhất MVP Trương Hạc không kiềm chế được Lấy chương ô út từ trong túi ra vọt tới trước mặt Yến quy sáng Nhưng Yến quy sáng phản ứng nhanh hơn Lui về phía sau vài bước Không để cho Trương Hạc đụng tới mình Lấy thẻ bài ra Đánh chết Trương Hạc Trong phòng nhỏ Đổng Tụng Thuyên đang cùng đàm nhiên lên án Yến quy sáng lòng giả ác độc quay đầu liền thấy Trương Hạc đẩy cửa đi vào, bối rối. Hạc ca, sao anh lại vào đây? Trương Hạc vẻ mặt bất đắc dĩ, tiểu sáng dụng đánh chết thẻ bài. Đổng tụng đường không nghĩ tới mấy người đàn ông vây công một cô gái, không đắc thủ còn bị giết ngược, có chút xấu hổ. Một lát sau, Đổng tụng đường ngẩng đầu, rất tò mò, vậy thân phận của hai người là gì? Trương Hạc Sói Đàm nghiêng liếc mắt nhìn Trương Hạc, tôi là trắng được, chỉ có một mình hắn là chuột hèn mọn. Đổng tụng đường thở dài, vậy chị Nhiên bị hạt ca giết sao? Đàm Nhiên lắc đầu, Bạch Tinh muốn giết em, bị hạt ca nhìn thấy, hai người bọn họ hợp tác giết em. Trương Hạc chột dạ dời tầm mắt, tay cầm thành quyền đặt ở bên miệng ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, hiện tại tiểu sáng một cái bài công kích cũng không có, phần thắng của tiểu tinh rất lớn. Ánh mắt đàm nhiên lóe lên, không lên tiếng. Bên kia, Yến Quy Sáng dùng thẻ công kích sau đó xoay người bỏ đi, cũng ở trên thẻ cộng sinh viết tên Bạch Tinh. Hiện tại nàng không có bất kỳ phần thắng nào, chỉ có thể trốn đến vòng thứ ba đấu giá bắt đầu. Hy vọng có thể ra một lá bài công kích. Giữa sườn núi phía sau, Mạc Văn tự nhìn bóng lưng Mạc Dương phía dưới, chỉ tiếc trèn sắt không thành thép lắc đầu, chợt liếc mắt nhìn nam tử bên cạnh. Đến đây nhiều ngày như vậy, phàn cẩm thôn căn bản không có người nào tên là Trần Thụ, hắn có thể đã sớm bỏ chạy hay không? Nam nhân mặc áo đen, tóc ngắn bị gió trong núi thổi có chút hỗn độn, mặt mày cúi thấp thu liễm, cả người quanh quẩn một cổ khí tức âm lệ, hết lần này tới lần khác cốt tướng ưu việt, nhìn không hiểu sao nhiều ra vài phần bệnh trạng. Nhưng Mạc Văn tự biết rõ, nam nhân này cũng không phải là cừu. Gặp phải hắn, hơi không cẩn thận, người ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Phó Kỳ Hoài đè nén sự mất kiên nhẫn trong đáy mắt, đây là địa điểm cuối cùng Trần Thù xuất hiện, đợi thêm vài ngày nữa, điều tra rõ ràng rồi đi. Mạc Văn Tự không sao cả, được. Phó Kỳ Hoài không có tâm tình ở giữa sườn núi hóng gió, đi thôi. Mạc Văn Tự quay đầu nhìn Mạc Dương, cất bước trời đi. Đài phát thanh vang lên, vòng đấu giá thứ ba sắp bắt đầu. Yến Quy Sáng dẫn đầu đến cửa thôn, cùng tổ đạo diễn xác định điểm tích lũy của mình. Từ chỗ Bạch Tinh đạt được 60 điểm tích lũy, cộng thêm lúc trước, tổng cộng 105 điểm tích lũy. Một phút sau, Bạch Tinh Mạc dương một trước một sau đã đến. Phương Hàng uống một ngụm nước, vòng đấu giá cuối cùng chỉ có hai thẻ năng lực, theo thứ tự là sa đọa, phóng xạ. Rơi xuống có thể giết chết thành viên cấp thấp hơn mình. Người nắm giữ bức xạ có thể nhận được toàn bộ điểm của bất kỳ thành viên nào. Yến Quy sáng rũ mắt xuống. Không có thể nào xuất hiện mà cô ấy cần hiện tại bắt đầu đấu giá đình trệ, giá khởi điểm là 5 điểm tích lũy. 20 điểm tích lũy. 30 điểm tích lũy. Không đến một hồi, chiếm lạc đã bị gọi tới 60 điểm tích lũy, mà Mạc Dương hiển nhiên không có đủ điểm tích lũy, gọi tới 65 liền ngừng. Yến Quy Sáng làm như nhớ tới cái gì, đột nhiên Dương mắt. Thân phận của Bạch Tinh cao hơn cô và Mạc Dương, là động vật ăn thịt, có thể săn giết cô nhưng không thể săn vết mạc dương thân phận là cỏ. Có. có tấm thẻ này, Bạch Tinh liền không có bất kỳ trở ngại nào. Nhưng trò chơi bắt đầu đến bây giờ, Bạch Tinh chỉ chụp được một thẻ ngủ đông, điểm tích lũy trong tay cô tuyệt đối nhiều hơn cô. 105 kiếm quy sáng lên tiếng. Bạch Tinh quay đầu nhìn cô, trên mặt là nụ cười nắm chắc phần thắng. 130. Trò chơi này nhất định là cô thắng. Trò chơi kết thúc. Ba người đàm nhiên được nhân viên công tác đưa ra, Đổng Tụng Hoa khẩn cấp hỏi, ai thắng? Mạc Dương chỉ chỉ bạch tinh. Cô ấy thắng, thân phận của cô ấy là ưng. Đổng Tụng Hoa ồ một tiếng, bọn họ ở trong phòng tối thảo luận một phen, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Thấy phản ứng lạnh nhạt của bọn họ, bạch tinh nắm chặt tay. Một giây sau, quay đầu cười với ống kính. Phan của Bạch Tinh trong phòng phát sóng trực tiếp rất vui mừng. Wow! Tinh tinh thật lợi hại. Tiết mục đầu tiên đã giành được thắng lợi. Tinh tinh thật tuyệt. Quy tắc trò chơi này một chút cũng không hợp lý, người vượt đáy chuỗi thức ăn bị hạn chế càng nhiều, nếu là quy tắc bình đẳng, Yến Quy Sáng nhất định có thể đứng thứ nhất. Ha ha, lúc trước ai nói Yến Quy Sáng là quán quân nội định? Có bản lĩnh đi ra nói chuyện. Cái trò chơi này thật có thâm ý a, à, rừng rậm đẳng cấp nghiêm khắc, cá lớn nuốt cá bé truyền hình trực tiếp đến bây giờ, người xem đã sớm phá 50 triệu. Bạch Tinh rừng rậm chạy trốn thắng lợi cùng Yến Quy sáng tốt nhất MVP từ ngữ nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm nóng. Truyền hình trực tiếp kết thúc, tổ tiết mục chuẩn bị bữa tối ở nhà trưởng thôn. Vừa tới cửa, một bóng người chui ra. Yến Quy sáng thuần thục lui về phía sau một bước, đưa tay chống đầu người tới. Đứng vững. Tư thích đứng thẳng dậy, ồ một tiếng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Yến Quy Sáng. Đàm nhiên hít mắt nhìn từ thích hồi lâu, cậu là cậu bé đội mũ trùm đầu voi ở sạp hôm nay phải không? Từ thích gật đầu, cười hắc hắc hai tiếng. Từ quốc kiến từ trong phòng đi ra nhìn thấy hắn, giống như biến sắc mặt, trung khí mười phần rống lên. Nhóc con, còn không mau đi vào hỗ trợ. Từ thích biểu môi. Từ quốc kiến nhìn mọi người ấy nấy cười cười, các vị mau mời vào. Yến Quy Sáng lên tiếng chào hỏi từ gia gia. "Ai? Mau vào đi." Từ Quốc Kiến cười đến mặt đầy hoa cúc. Mấy người khác nhìn một màn này, khóe miệng giật giật. Cảm tình hôm nay NPC Yến Quy Sáng toàn bộ quen biết. Phòng trong nhỏ, tổ tiết mục trực tiếp dựng lều ở bên ngoài, ăn cơm trong sân. Sau khi ăn xong, Từ Thích nhắm chuẩn cơ hội ngồi bên cạnh Yến Quy Sáng. "Sáng tỷ, chúng ta mở hát đạo." Yến Quy sáng lấy di động ra, lên số. Chỉ chốc lát sau, trong điện thoại di động truyền ra tiếng súng lọc bột. Sáng tỷ, cứu ta cứu ta. Đối diện có một sát thiên đao ngồi sống ta. Sáng tỷ, có thuốc hay không, ta muốn chết. Mau mau mau. Có người vây công ta. Đổng tụng đường là một thiếu niên nghiện internet, ngồi một lúc, không nhịn được, tiến đến bên cạnh hai người. Trong giao diện trò chơi. Yến Quy sáng thao túng nhân vật đổi thương, nhắm, nổ đầu, động tác nhanh nhẹn lại thuần thục. Mà từ thích hoàn toàn dựa vào Yến Quy sáng một mình mang bay. Hai bên giao chiến, hắn trốn tránh. Yến Quy sáng giết người, hắn liếm túi, thường thường còn có thể bị ngộ thương, là gà thái trong gà thái. Nhưng Đổng Tụng Đường liếc nhìn đẳng cấp của hắn, vinh quang cấp 3. Đổng Tụng Đường. Chua rồi. Một ván kết thúc, đổng tụng hoa cầm điện thoại di động mang tôi một cái được không hắn cũng muốn trải nghiệm một chút cảm giác bị người mang bay em cũng muốn tới đầm nhiên tận dụng mọi thứ được yến quy sáng không có ý kiến gì bốn người tổ đội tiến vào trò chơi yến quy sáng quét mắt nhìn đẳng cấp của bọn họ còn chưa nói chuyện đổng tụng thuyên đã bắt đầu gào thét đậu má chị nhiên sao chị cũng lên vinh quang vậy tình cảm chỉ có một mình hắn là bạc trắng hèn mọn. Đàm nhiên bắt chéo chân, tùy tiện chơi một chút. Đổng tụng đường. Tùy tiện cũng có thể chơi cao như vậy. Hết chương này. Chương 8 Công pa chính phú ta trước gặm là kính. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Viên quy chính phú ta trước cắn vi kính. 5 phút để bắt đầu. Đổng tụng đường. Mẹ kiếp cứu tôi, phía trước có người. Từ thích. Mẹ nó, người này ám toán. Sáng tỉ, cho ta băng vải. Yến Quy sáng cùng đàm nghiêng liếc mắt nhìn nhau, ăn ý điều khiển nhân vật chạy về hai hướng, một phát nổ đầu. Toàn bộ quá trình hai người đều bị mang bay, chỉ để ý liếm túi. Mấy người chơi game khí thế ngất trời, không khí giữa ba người Trương Hạc thoáng có chút xấu hổ. Trương Hạc và Mạc Dương trước đây từng hợp tác, coi như quen thuộc nhưng Bạch Tinh là bởi vì một bộ phim đô thị nữ diễn viên phụ mới nổi tiếng một phen, cùng hai người xuất hiện không sâu. Bạch Tinh nhìn cảnh tượng mấy người ngồi vây quanh chơi game cách đó không xa, ánh mắt lộ ra một tia ghen tị không dễ phát hiện. Một ván kết thúc, Yến Quy sáng tắt giao diện trò chơi, đứng lên, ta có chút việc, đi về trước. Thật vất vả mới bắt được một đại thần chịu dẫn anh, động tụng đường có chút không nở, chơi thêm ván nữa đi. Yến Quy sáng cất di động vào túi ông nội em ở nhà một mình nếu không phải hôm nay tổ tiết mục liên hoan sau khi cô phát sóng trực tiếp xong nên trở về đàm nhiên vẫy vẫy tay với cô được ngày mai gặp hai người từ thích phụ thanh ngày mai gặp yến quy sáng gật đầu chào hỏi đạo diễn rồi rời đi ngoài viện mặt trời lặn về tây sơn từng mảng từng mảng mây lửa lớn trải ở phía chân trời toàn bộ thôn trang như là bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng kim không hiểu sao có loại cảm giác thế ngoại đào nguyên hư ảo yến quy sáng nghịch quang đi về phía cửa trên người tự như bị bịt kín vận sáng đỉnh đầu là mây lửa rực rỡ cảnh tượng này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đổng tụng đường ngay cả điện thoại di động cũng không nhìn đậu má mấy người khác chăm chú nhìn bóng lưng yến quy sáng tâm tình khác nhau yến quy sáng vừa tới cửa chợt nghe thấy trong viện truyền đến thanh âm có một nói một mặt yến quy sáng này ta thật sự có thể liếm cả đời, quá ưu việt đi. Giọng nữ tổng hợp lạnh lẽo, không mang theo nửa phần cảm xúc. Yến quy sáng khóe miệng không thể khống chế co rút, đẩy cửa viện ra. Yến mẫn đang mặc áo ngắn tay màu đen ngồi ở ghế nằm dưới tàn cây đào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn điện thoại di động. Ông nội, uống thuốc chưa? Yến quy sáng xem nhẹ thanh âm truyền ra trong điện thoại di động, đi qua, cục mắt trùng hợp nhìn thấy yến mẫn mặt không chút thay đổi lai like. yến quy sáng yến mẫn vung tay chậm rãi trả lời ăn rồi chủ động đưa nước cho đàm nhiên đừng nói nữa chính phú viên quy ta cắn vi kính trước chính phú tròn cái quái gì yến quy sáng nhìn không được trút di động của yến mẫn ra tắt màn hình số tiếp thì gửi đừng xem nữa yến mẫn nhìn cháu gái một cái đẩy mắt lộ vẻ cưng chiều ngủ trưa chưa yến mẫn không dám nói cậu xem truyền hình trực tiếp một ngày ngủ rồi yến quy sáng hồ nghi nhìn hắn chung quy không nói gì vào trong phòng đun nước nóng sau khi dàn xếp xong yến quy sáng trở về phòng di động trên bàn ong ong vang lên hai tiếng yến quy sáng cầm lấy nhập mấy mã số tiến vào trang ẩn viêm hỏa phó gia ở kinh thành tới phàn cẩm thôn hình như đang tìm cửu sơ cô chú ý an toàn Yến Quy Sáng nhíu nhíu mày, Phó Kỳ Hoài. Hắn không phải mới vừa về nước không lâu sao? Bên kia trả lời rất nhanh, một tuần trước vừa mới về nước, nhờ chúng tôi tìm sơ cửu, đến phàn cẩm thôn hẳn là tra được cái gì đó. Yến Quy Sáng nhìn hàng chữ này, híp híp mắt, không trả lời nữa. Cô đứng dậy đến bàn học ngồi xuống, ấn một cái nút, máy tính khởi động, nhấn vào một hộp thoại màu xanh lam, thua vài con số, máy tính trong nháy mắt vang lên cảnh báo màu đỏ có người phá tường lửa cô thiết lập, cũng may lúc ấy cô làm một vật nhỏ, không hoàn toàn xâm nhập. Giây lát sau, Yến Quy sáng nhập vào một chuỗi mã phức tạp, mặt mày bị ánh sáng lạnh của máy tính chiếu vào lộ ra vài phần sắc bén, cùng bộ dáng ôn tĩnh trong truyền hình trực tiếp hoàn toàn bất đồng. Ngón tay trắng nõn ở trên bàn phím cơ hồ muốn hóa thành bóng ma, ấn xuống phím cuối cùng, trên màn hình xuất hiện một thanh tiến độ. Ba phút sau, thanh tiến độ đạt 100% yến quy sáng tắt máy tính trong một gian phòng nào đó ở phàng cẩm thôn phó bạch ông máy tính vội vàng chạy lên lầu đứng ở cửa gõ cửa lão đại phá ra rồi không đợi mấy giây cửa gỗ mở ra phó kỳ hoài mặc áo ngủ cúc áo ngực cởi ra hai cái lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo phó bạch không dám nhìn nhiều đưa máy tính cho phó kỳ hoài trần thù đã rời khỏi phàng cẩm thôn từ hơn hai mươi năm trước cửa gỗ bên cạnh bị người mở ra, Mạc Văn tự nghe thấy thanh âm đi ra, nhíu mày. Manh mối lại đứt rồi. Phó Kỳ Hoài mím môi, thần sắc nham hiểm nham hiểm, nửa ngày sau, anh ném máy tính cho Phó Bạch. Đợi thêm vài ngày nữa. Phó Bạch gật đầu, ông máy tính rời đi. Mạc Văn tự dựa vào tường, có vấn đề. Phó Kỳ Hoài mặt mày tàn nhẫn, hiếp mắt không biết đang suy nghĩ gì sau lưng trần thù vẫn có hacker cao cấp che giấu tung tích mấy năm trước còn có thể tra ra chút manh mối mấy năm gần đây một chút tin tức cũng không có kỹ thuật của phó bạch không tệ nhưng so ra kém hacker thần bí kia mạc văn tự suy nghĩ một chút hiểu ra ý của ngươi là trần thù còn ở phàn cẩm thôn phó kỳ hoài nhắm mắt lắc đầu không nhất định nhưng phàn cẩm thôn đúng là manh mối duy nhất bọn họ biết trước mắt để đẩy nhanh tiến độ, tổ tiết mục dự định phát sóng trực tiếp hai ngày ở thôn Phàn Cẩm. Sáng sớm hôm sau, Yến Quy sáng đến nhà dân làng thuê tiết mục trang điểm. Bạch Tinh và Đổng Tụng Đường đã đến sớm, đang tạo hình. Nhìn thấy cô, Đổng Tụng Đường chào hỏi, sáng tỉ. Tối hôm qua sau khi bị Yến Quy sáng mang bay, Đổng Tụng sáng hôm nay nhìn nàng giống như là thấy được kim chủ ba ba có thể mang mình thăng chức rất nhanh, còn kém quỳ xuống gọi cha số lượng thợ trang điểm trong tổ tiết mục có hạn nghệ sĩ trang điểm chỉ có thể xếp hàng đến yến quy sáng gật gật đầu tìm một vị trí ngồi xuống đổng tụng đường nháy mắt ra hiệu với cô chị sáng chúng ta thêm uy chát đi cầu mang bay yến quy sáng không sao cả đi qua bỏ thêm uy chát bạch tinh nhìn hai người không coi ai ra gì nói chuyện phím, đáy mắt ác ý chợt lóe lên đổng tụng thuyên vừa rồi còn không để ý tới nàng hiện tại Yến Quy sáng vừa đến liền trong mong đi tới. Cô ấy có gì tốt chứ? Cùng lúc đó, người phụ trách kết nối Yến Quy sáng đi tới, Quy sáng, truyền hình trực tiếp sắp bắt đầu, cậu đăng ủy bộ tuyên truyền một chút. Vốn đăng ủy bộ tuyên truyền đều là chuyện của đoàn thể quản lý nghệ sĩ, nhưng hiện tại Yến Quy sáng không ký hợp đồng với công ty, cô chỉ có thể kết nối với Yến Quy sáng. Yến Quy sáng gật đầu, mở ủy bộ ra. Vừa đi vào, vô số thư riêng xuất hiện. Yến Quy Sáng liếc nhìn số fan. Hơn 2 triệu. Yến Quy Sáng dựa theo yêu cầu đăng ôi bộ, like, bình luận, xe trong nháy mắt hơn ngàn. Rốt cục đăng ôi bộ rồi, bảo, may mà anh không từ bỏ. Mắt thứ hai. Sao ngay cả ảnh chụp cũng không có? Mắt thứ ba. Cùng hô với tôi, tự chụp. Trên lầu, anh chẳng lẽ là dung đũa trong bụng em. Yến Quy Sáng liếc mắt, làm bộ như không phát hiện vừa vặn động tụng thuyên tạo hình xong, chị Vi đi tới bên cạnh Yến Quy Sáng. Quy Sáng, hóa trang rồi. Hết chương này. Chương 9 Tài nghệ này, đều có thể trực tiếp đi so tài. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Trình độ này, đều có thể trực tiếp đi thi đấu Yến Quy Sáng tìm một cái ghế ngồi xuống. Chị Vi rủ mắt đánh giá một phen, âm thầm kinh hãi. Chị ấy hành nghề hơn 10 năm, trang điểm cho vô số ngôi sao. Nhưng Yến Quy Sáng không thể nghi ngờ là người có khuôn mặt mộc nhất mà cô từng gặp nhiều năm như vậy, trạng thái làn da so với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí còn tốt hơn. Trong trắng lộ hồng, mặt mày tinh xảo, trên mặt một chút lỗ chân lông cũng không có. Chị Vi cảm thấy kỹ thuật trang điểm của chị không có đất dụng võ. Ánh mắt chị Vi hâm mộ, chỉ hơi mỏng đánh đáy cho chị, vẽ một cái bóng mắt, ngay cả bóng ma cũng không đánh cuối cùng điểm sau môi nhìn thành phẩm cuối cùng tay chị vi cũng không tự chủ rung lên chênh lệch giữa người với người sao có thể lớn như vậy những người khác trông thấy đều là nhìn không được ngừng thở đổng tụng vĩ che ngực sáng tỉ tỉ còn để cho phạm nhân chúng ta sống hay không yến quy sáng bớt chút thời gian liếc cậu một cái nhếch môi lên a à, tôi dẫn cậu nghe vậy đổng tụng đường nhanh chóng lấy điện thoại ra được rồi Ngoại hình là gì trước mặt vợ? Trò chơi mới là bạn đời của hắn. Ba người kia đến muộn một bước, đợi trang điểm xong thay quần áo đã là một giờ sau. Truyền hình trực tiếp bắt đầu đúng giờ, rất nhiều cư dân mạng tràn vào phòng truyền hình trực tiếp. Xem ra hôm nay cũng là chủ đề động vật, tôi nhìn thấy trên quần áo bọn họ có đồ án động vật, hình như là dê. Đậu má. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Yến Quy sáng, nàng hôm nay trang điểm đi. Đẹp quá. Không thể không nói, tổ làm chương trình thật sự dụng tâm, quần áo đều thật đẹp a. À? Phương Hàng Bảo Trương Hạc nói một đoạn quảng cáo lớn của cha Kim chủ, mới cầm loa đi vào vấn đề chính. Các vị hôm nay thân phận là dưới chân núi quần cư dê, nhưng đêm qua, có hai con sói lẫn vào giữa các ngươi, đồng thời, trong bầy dê có một cái dê đầu đàn. Mục đích của đàn là tìm ra con sói nào trà trộn vào để giết nó trong khi mục đích của con sói là tìm ra con đầu đàn và giết nó. Nhưng lưu ý rằng chỉ có Wap và Leader mới có khả năng tấn công và tự động ô út nếu tấn công sai. Phương Hằng lấy ra mấy phong thư, mời tới rút thăm thân phận của hai người để kiểm tra và giữ bí mật. Sáu người nhao nhao tiến lên, Yến Quy sáng rớt lại phía sau một bước, chờ bọn họ hút xong mới đi lên. Mấy người tản ra. Yến Quy sáng rút tờ giấy bên trong ra cừu nhưng điều kỳ lạ là phía trên bên phải tờ giấy có in hình một khẩu súng, bên trong còn có một con dấu nhỏ. Yến Quy sáng nhìn lướt qua, gấp tờ giấy đặt lại. Trong thôn trang trải rác manh mối về sói cùng dê đầu đàn, các vị đi thôi. Yến Quy sáng dừng một chút, lên tiếng hỏi, đạo diễn, sói kia biết nhau không? Biết. Lời này vừa nói ra, đẩy mắt sáu người đầy cảnh giác. Trương Hạc suy tư một chút, ta đề nghị ba người tạo thành một đôi chia nhau tìm kiếm, sói hiện tại không biết ai là dê đầu đàn, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đàm nhiên đồng ý gật đầu, vậy bây giờ làm sao phân tổ? Tự do tổ đội sao? Đổng tụng đường cười khoát tay, tổ tự do, cũng không biết thân phận. Được. Một phút sau, hai đội chia nhau rời đi. Yến quy sáng, đổng tụng thuyên, trương Hạc một đội, ba người khác một đội phòng truyền hình trực tiếp cũng chia làm phòng truyền hình trực tiếp một người yến quy sáng phát sóng trực tiếp nhân số hỏa tốc vượt qua mười vạn ta lại tới nữa vì sáng tỷ gọi thật muốn biết thân phận của bọn họ là cái gì a à? bản tiên tri gia tiên đoán hôm nay lại là một hồi đốt não chiến không biết hôm nay ai sẽ lấy được thắng lợi các ngươi nói xem có thể hai con sói kia đã tập hợp lại với nhau không bọn họ hiểu rõ thân phận lẫn nhau hẳn là sẽ mượn tự do tổ đội tụ hợp. Vừa rồi đề xuất tổ đội tự do là đàm nhiên, cô ấy không phải là một trong những con sói chứ. Đang lúc cư dân mạng thảo luận khí thế ngất trời thì ba người yến quy sáng đã tìm được điểm nhiệm vụ. Chủ quán mặc áo ngắn tay hoa bướm, chân đi dép lạnh. Đỗng tụng hoa vẽ mặt vui mừng nhảy ra, cậu lại tới làm NPC. tư thích không đội mũ trùng đầu, không giống với càng rỡ hôm qua, hắn cực kỳ rụt trè gật đầu đưa thẻ nhiệm vụ cho Đổng Tụng Vĩ, trên mặt thậm chí còn có một nụ cười có thể nói là đoan chính. Có cư dân mạng nhận ra anh ta. Cậu ta có phải là NPC đội mũ trùm đầu voi ngày hôm qua không? Nhìn hình thể giống nhau. Chính là hắn, là cái đồ bức, kia diễn xuất không đành lòng nhìn thẳng, khoe khoang muốn chết, ta xem thời điểm còn đang ăn cơm, cười đến ta đem cơm đều phun ra ngoài ai hiểu. Nụ cười này làm sao tôi thấy khiếp sợ. Quy sáng hồ nghi nhìn từ thích một cái. Đổng tụng đường không nghĩ nhiều như vậy, cầm lấy thẻ nhiệm vụ. Người chơi đá hơn 50 quả cầu liên tục sẽ nhận được thẻ manh mối. Đó là manh mối cá nhân. Ba người trong lúc đó cũng không rõ ràng lắm lẫn nhau thân phận, nhào nhào cướp thời gian tự như cầm lấy cầu bắt đầu đá. Cùng quay về di dời ống kính đi, đi quay hình ảnh ba người đá cầu. Từ thích thoáng thả lỏng một chút. Đạp ngựa, mặt cười đến cứng đờ, cả đời hắn còn chưa từng giả bộ như vậy. Lập tức, trong đầu từ thích lại nhớ tới bình luận của cư dân mạng tối hôm qua, nhìn không được nghiến răng. Yến Quy Sáng cầm cầu tìm một bãi đất trống có thao tác tốt, ném lên trên. Một Hai Ba mươi lăm Quả cầu ở trong tay nàng phản phất như bị thi pháp. Đổng tùng vĩ ở bên kia trận mắt khá hốc mồm, ngay cả cầu cũng không đá. 48 49 50 Yến Quy sáng đưa tay nhận lấy, quả cầu vững vàng rơi xuống lòng bàn tay nàng, một phần cũng không lệch. Đổng Tùng Vĩ quả thực phục, còn chưa tới 2 phút, từ nhỏ con đã đá cầu. Trương Hạc cũng muốn hỏi vấn đề này. Yến Quy sáng lắc đầu, ta mới 5 tuổi đá qua một lần. Vậy sao cậu đá tốt như vậy? Tầm mắt Yến Quy sáng dừng ở trên người Đổng Tùng Thuyên, nhíu nhíu mày, tựa hồ cực kỳ khó hiểu không phải rất đơn giản sao? Đổng Tùng Đường và Trương Hạc Cảm ơn, có người bị thương. Màn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp quét nhanh hơn. Đậu má Trình độ này Đều có thể trực tiếp đi thi đấu. Ô ô ta năm nay 25, còn không biết đá cầu, một đá cầu, tay chân của ta sẽ không nghe sai khiến. Yến quy sáng đá cầu nữ vương, ai không phục. Yến quy sáng trả lại quả cầu, lấy được manh mối đổng tụng đường cười hì hì lại gần sáng tỷ chúng ta cùng đi nhìn xem yến quy sáng lui về phía sau một bước ánh mắt đánh giá qua lại giữa hai người ta không xác định thân phận của các ngươi đổng tụng vĩ giơ tay lên vẻ mặt chân thành sáng tỷ em trăm phần trăm người tốt em thề trương hạc tiến lên một bước tiểu sáng em là dê yến quy sáng lại lui về phía sau vài bước ta tự mình xem trước con cừu đầu đàn mười bảy đó là manh mối về người dẫn đầu đổng tụng đường có chút nóng nảy sáng tỉ em thật sự không phải sói chúng ta một đội yến quy sáng vẫn bất vi sở động chờ ta xác nhận thân phận của các ngươi trước rồi hãy nói thấy thực sự không lấy được đổng tụng đường thở dài bộ dáng vô cùng mất mát được rồi có cư dân mạng bắt đầu bên vực kẻ yếu ba người vốn là một đội lấy được tài nguyên vốn nên cùng hưởng yến quy sáng cũng quá ích kỷ đi đúng vậy đổng tụng đường đã nói như vậy cô còn không muốn quả nhiên là từ nông thôn ra không có giáo dưỡng hết chương này chương 10 phó kỳ hoài lên học sức bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 10 phó kỳ hoài lên hot sức trên lầu các ngươi quản không khỏi cũng quá rộng trước không nói thân phận của bọn họ có thể đối địch manh mối này vốn là yến quy sáng tự mình đá cầu nàng thích cho ai xem liền cho người đó xem. Đã thế kỷ 21 rồi, còn học cách bắt cóc đạo đức. Già dạ rồi. Lấy được manh mối, ba người tiếp tục đi về phía trước. Đây không phải là người bán nước hôm qua sao? Đổng Tùng Vĩ từ xa nhìn thấy điểm nhiệm vụ đối diện đường. Trương Hạc nhìn thoáng qua, thật đúng là đi xem một chút. Trên mặt người đàn ông vẫn đeo mặt nạ hồ ly ngày hôm qua, nhìn thấy Trương Hạc Yên lặng che kỹ manh mối dấu trong túi. Trương Hạc cười chào hỏi, nhiệm vụ ở đây là gì? Nam nhân đưa thẻ nhiệm vụ cho hắn, chỉ chỉ củi gỗ xếp thành núi nhỏ bên cạnh. Xin hãy chẻ củi cho người già trong làng. Trương Hạc và Đổng Tụng Hoa choán ván, nhiều như vậy phải bổ đến tháng giêng năm nào. Yến Quy Sáng nhìn, nhặt rìu trên mặt đất lên, ước lượng, chợt cầm lấy một cây củi, dựng lên. Tầm mắt hai người bị Yến Quy Sáng hấp dẫn một giây sau, theo búa rơi xuống, củi lên tiếng trẻ thành hai nửa. Hai người. Một tiểu cô nương đều chịu mệt nhọc như vậy, đại nam nhân hai người bọn họ còn có cái gì có thể do dự. Hai người lập tức cầm lấy rìu trên mặt đất, đổng tụng đường nhìn không được nói thầm một câu. Cái búa này cũng quá nặng đi. Trương Hạc gật đầu, ánh mắt nhìn Yến Quy sáng mang theo chút đau lòng. Đúng là hơi nặng. Tiểu cô nương động tác lưu loát như vậy, khi còn bé sợ là chịu không ít khổ. Đống tụng đường cũng nghĩ tới tầng này, yên lặng thở dài. Bên này ba người tiến vào hình thức đốn củi, bên kia, đàm nhiên mấy người còn đang làm nhiệm vụ thứ nhất. Thu hoạch ngô đàm nhiên đeo găng tay, ông bắp ra khỏi ruộng ngô, đếm. Năm sáu, còn kém một trăm bốn mươi Thanh âm mạc dương tự trong ruộng ngô truyền ra, chỗ tôi có bảy mươi sáu cái. Thanh âm đàm nhiên nhắc tới, bạch tinh cậu hái được bao nhiêu? Qua vài giây, Bạch Tinh mới run rẩy nói. Em hái được 23 cái, chị Nhiên, em có thể về lấy quần áo không? Đàm Nhiên nhíu nhíu mày, cậu làm sao vậy? Dứt lời, tiếng sột soạt trong ruộng ngô truyền đến, một lát sau, Bạch Tinh từ bên trong chui ra, cô chỉ chỉ cánh tay trần trụi. Chị Nhiên, em muốn về lấy bộ quần áo che một chút, cánh tay bị lá cây rạch thật nhiều. Đàm Nhiên đi qua nhìn thoáng qua, quả thật ra chút máu, được, cậu về đi. Khóe môi bạch tinh khẽ nhếch lên. Em đi thì tới. Từ đàm nhiên lăn lộn trong làng giải trí 6 năm, tâm tư bạch tinh liếc mắt một cái là có thể đoán được. Đang lúc bạch tinh xoay người định đi, đàm nhiên gọi. Tinh tinh, lúc em về lấy mấy chai nước. Bạch tinh không nghi ngờ gì, gật đầu. Đàm nghiên sửa lại găng tay của mình, lại chui vào ruộng ngô tổ tiết mục thuê nhà của dân làng làm phòng nghỉ ngơi của nghệ nhân cách ruộng ngô cũng không xa nhưng bạch tinh thật sự đi đường vòng cô không muốn quay lại hái ngô vừa rồi hái được mấy cây cánh tay cô liền biến thành cái dạng này còn nóng bỏng đau đớn bạch tinh hữu ý vô tình đem lỗ hổng trên cánh tay nhắm ngay ống kính phan cực kỳ đau lòng tinh tinh vất vả rồi mau trở về bôi thuốc mở lát nữa mang quần áo theo tinh tinh cố lên chúng ta vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi thật sự là phan não tàn lúc này vết thương lớn bao nhiêu cái này cũng đáng thổi hết chỗ nói rồi không đi nhanh lên đợi lát nữa vết thương sẽ tự động khép lại bạch tinh xoa vết thương trước ống kính xong bắt đầu lẩm bẩm chúng ta từ bên này trở về thuận tiện nhìn xem bên này có hay không nhiệm vụ điểm đợi lát nữa cũng không cần lãng phí thời gian đột nhiên bạch tinh nhìn phía trước dựng bước thanh âm im bạc ống kính di chuyển theo tầm mắt của cô cách đó không xa trước mặt đi tới một người đàn ông áo đen ngũ quan của người đàn ông lập thể lưu loát thân hình thon dài tóc vỡ che khuất tráng nhan sắc không thua bất cứ nam minh tinh nào trong làng giải trí thậm chí còn hơn bạch tinh ra mắt không lâu nhưng cũng bị người đại diện lôi kéo gặp không ít nhà đầu tư trong đó địa vị quyền thế cao nhất chính là giang thượng một trong tứ đại hào môn kinh thành mà người đàn ông trước mắt này còn áp bức cô hơn cả gian thượng ánh mắt bạch tinh lóe lên đi lên phía trước thanh âm đè xuống thấp nhất nghe vừa sợ yếu vừa mềm mại xin chào xin hỏi bên này có nhiệm vụ gì không trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt bạch tinh khó coi đến cực điểm phó kỳ hoài giống như không nhìn thấy trực tiếp đi qua trước mặt bạch tinh ngay cả một ánh mắt cũng không cho nhìn cảnh này phan hâm mộ nổ tung ha ha người vừa rồi khen hắn ra ngoài một chút, loại người này chỉ có mặt mũi có ích lợi gì, một chút lễ phép cũng không có. Tinh tinh cũng tìm hắn hỏi, cho dù không biết, ít nhất đáp lại một chút a, à, đầy tính là chuyện gì xảy ra? Quả nhiên là nông dân. Mấy phút sau, cực hạn truy săn ở người qua đường không tố chất, từ điều trong nháy mắt sông lên hoặc xớt bản, lượng độc cỏ cỏ hướng tăng lên. Bạch tinh mím môi cười cười có thể là anh ấy không nghe thấy, không sao. Lời này vừa nói ra, Phan càng thêm đau lòng, mở không ít bài phột ở trên mạng mắng, vì thần tượng nhà mình mà bất bình. Chờ Bạch Tinh trở lại ruộng ngô thì đã là nửa giờ sau. Hai người đàm nhiên đã làm xong nhiệm vụ, lấy được manh mối. Bạch Tinh đưa nước cho bọn họ, xin lỗi, ngại quá, tôi đi đường vòng xem bên kia có điểm nhiệm vụ gì không, tới chậm. Đàm nhiên giật giật khóe miệng, nhận lấy nước giọng nói thản nhiên. Không có việc gì. Nhận thấy đàm nhiên lãnh đạm, nụ cười trên mặt bạch tinh cũng cứng lại. Manh mối là gì? Bắp là ba người cùng hái được, manh mối thuộc về tài nguyên chung. Mạc Dương trực tiếp đưa manh mối cho cô. Là hình ảnh một vũng nước suối, bên cạnh viết sói. Bạch Tinh suy nghĩ một lúc. Là hạt ca sao? Trong này có một con hạt đang đỉnh. Đàm nhiên hiếp hiếp mắt rất có thể. Đi thôi, đi tìm nhiệm vụ tiếp theo. Mạc Dương mở nắp chai uống một ngụm nước, dời mắt đi. Được. Bên kia, ba người cũng chặt củi xong, tìm được manh mối. Mẹ cua chùa giê -xu là Maria khiêm toán luôn soán theo thành yêu cô thanh chùa cha. Đổng tụng đường mặt ủ mày châu, nhìn về phía Trương Hạc, có ý gì? Không biết. Trương Hạc lắc đầu. Yến quy sáng ánh mắt khẽ động, tự hồ là nhớ tới cái gì. Một lát sau, cô ngẩng đầu, đi thôi, đi tới người kế tiếp trước. Được. Cùng lúc đó, Phó Kỳ Hoài nhận được điện thoại, thanh âm bên kia nơm nớp lo sợ. "Phó thiếu, trên mạng có một số ngôn luận tiêu cực của anh, có cần xử lý không?" Phó Kỳ Hoài nhíu mày, vẻ không kiên nhẫn càng lộ ra, ngay cả giọng nói cũng lạnh vài phần. "Chuyện gì xảy ra?" Vừa rồi có một chương trình truyền hình trực tiếp có một nữ minh tinh tìm cậu hỏi nhiệm vụ, cậu. Hiện tại đã lên hot sức Đối diện cũng không dám đem chuyện Phó Kỳ Hoài mất mặt nói ra. Vừa rồi quả thật có một nữ nhân tìm hắn. Giọng Phó Kỳ Hoài lại lạnh vài phần, xử lý đi. Dứt lời, anh cúp điện thoại. Vài phút sau, video, ảnh chụp màn hình trên mạng về người qua đường cực hạn truy săn hoàn toàn biến mất. Bởi vì xử lý kịp thời, không nhấc lên bao nhiêu sóng gió hết chương này